Xin chào cô chú, anh chị em và các bạn. Nhận lời yêu cầu của các bạn về món bò kho thì hôm nay Ni xin chia sẻ cách nấu bò kho của nhà Ni nha. Cách nấu cũng khá là đơn giản chứ không quá cầu kỳ. Món bò kho này tiện lợi cho mình, có thể ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều hay ăn tối đều được. Mình có thể dùng với bánh mì nè, bánh mì bò kho, hoặc là mì bò kho, hoặc là bún bò kho, hay là cơm bò kho cũng được, rất là ngon. Món này thêm một cái tiện nữa đó là mình có thể nấu nhiều một nồi to, rồi mình có thể để vào tủ lạnh mình ăn được 2-3 ngày. Mình để 1-2 ngày sau thì lại ăn càng ngon, thịt nó lại càng thấm. Và bây giờ Ni xin mời các bạn cùng đi vào bếp nha, chúng ta cùng làm. Để có một nồi bò kho ngon ngọt, thơm tho và cái vị nó không có bị nhẫn vì quá nhiều gia vị, thịt không quá dai hay là quá mềm, thì khâu quan trọng đó là khâu chọn thịt. Vì mình chọn lựa nguyên liệu sao cho phù hợp với số lượng thịt mình có, đừng bỏ quá nhiều thì nó sẽ ra cái màu đậm và có hậu đắng, hay là quá ít thì cái mùi vị bò kho mình nó không có đạt, không có tới. Thì ở đây cái phần thịt Ni có là hai loại thịt khác nhau. Đây là cái bắp bò, mình còn gọi là bắp dẹp. Bắp bò thì như các bạn biết là mình có hai loại nè, loại tròn và loại dẹp. Loại tròn thì mình dùng vào chế biến các loại như là bún bò Huế hay là bắp bò ngâm nước mắm thì nó ngon hơn. Còn bắp dẹp này thì mình sẽ làm bò kho nó sẽ ngon, bởi vì xen kẽ với lớp nạc thì nó có những cái lớp gân gân như vậy nè, ăn sẽ giòn giòn. Và đây là nạm bò. Nạm bò thì nó có nhiều gân hơn. Nhà Ni thì thích ăn nạm bò, nhưng mà có các em nhỏ đó thì Ni mua thêm một ít bắp bò nữa cho vào. Người lớn thì lại thích gân, các em nhỏ lại thích nạc hơn. Cho nên mình nấu hai loại thịt như vậy thì vừa đủ cho gia đình mình ăn được 2 ngày. Thì trọng lượng thịt mình có hôm nay là 6,5 phao. Thì tính ra ký là khoảng 3 kg nha các bạn. Trên đĩa này mình có 4 thứ mình đã băm nhỏ ra. Đó là gừng nè, sả nè, hành tím và tỏi. Bên dĩa lớn này đây là một ít củ hành tím thái lát, mình để luộc thịt, luộc trần thịt sơ đó các bạn, cho nó thơm, nó không có hôi. Một ít sả đập dập cắt khúc, một ít mình để dùng để nấu nè, rồi một ít mình dùng để luộc thịt sơ nữa. Và một cái củ hành, bạn có thể sử dụng một hoặc hai cái củ hành đều được. Ni cũng đã chuẩn bị sẵn một ít rau đi kèm, đó là ngò rí và lá quế, cùng với một ít cà rốt. Thì 4 củ cà rốt này trọng lượng khoảng là 600g. Bạn có thể sử dụng kèm chung với một ít khoai tây nữa cũng được nha. Bây giờ thì Ni bắt một cái chảo lên bếp và rang thơm một nhánh quế nhỏ và khoảng 4-5 cái tai hồi, hoặc là một số bạn còn gọi đó là tai vị. Mình rang cho nóng lên khoảng vài ba phút đó, cho cái quế và những cái tai vị mình nó thơm lên là được nha các bạn. Hôm nay thì Ni sẽ không sử dụng quá nhiều cái gói gia vị bò kho mà người ta bán sẵn. Ni sẽ kèm chung với một ít quế và tai hồi thì nó sẽ thơm hơn. Đây là một nồi nước Ni chuẩn bị để mình nấu sôi lên và mình trụng thịt. Cho vào một muỗng canh muối và một ít hành tím mình thái lát, cùng với một vài lát gừng và một vài cái lá sả nữa. Mình nấu sôi lên khoảng 1-2 phút rồi mình mới cho thịt vào. Lúc đó nước nó đã ra mùi thơm của gừng, của lá sả và củ hành. Như vậy thì thịt mình nó sẽ thơm hơn. Mình trần sơ qua miếng thịt khoảng là vài phút, tùy theo miếng thịt lớn nhỏ. Miếng này khá là to cho nên Ni luộc khoảng là 5 phút. Các bạn nhớ trở hai mặt để cho thịt nó được sạch và thơm nha. Và cũng như thế, Ni sẽ trụng cái miếng nạm bò mình tương tự khoảng 4-5 phút. Sau khi mình trụng sơ xong thì Ni sẽ rửa lại với nước lạnh nha, trước khi mình mang đi cắt ra từng miếng. Miếng này khá là to và cái chảo của Ni thì nó hơi nhỏ, cho nên mỗi lần làm nó chỉ được một miếng thịt như vậy thôi nè. Nhưng mà cũng không sao, bởi vì mình trụng sơ đó, mình chỉ trụng khoảng 4-5 phút thôi là được rồi. Thật ra cái món bò kho này nó không có quá khó để nấu, chỉ là món này đòi hỏi hơi nhiều gia vị một xíu. Thì mình chọn lựa cái gia vị, số lượng gia vị và số lượng thịt nó phù hợp với nhau là được. Nếu mà mình cứ nghĩ là cho gia vị nhiều vào cái món bò kho thì nó sẽ thơm, nó sẽ ngon thì không hẳn như vậy. Mình cho quá nhiều thì cái màu nó sẽ đậm và bò kho trong đó nó sẽ có cái hậu nhẫn khi mình ăn vào thì nó sẽ không ngon. Thịt sau khi rửa xong á thì Ni đã lau khô
và bây giờ mình sẽ mang đi cắt ra miếng vừa ăn. Thì tùy thuộc theo mỗi gia đình, mình cắt miếng cỡ lớn hay nhỏ tùy thích nha. Ở đây thì đi cắt mỗi miếng hơi lớn một xíu là khoảng 5-6 cm. Mình cắt to như vậy nè, nhưng khi mình nấu xong nó nhỏ lại một xíu nữa nha các bạn. Mình thích cắt kho to như vậy nè, sau khi mà mình nấu xong á, nhìn tô bò kho mình nó ngon lắm và hấp dẫn nữa. Thật ra cái bắp bò dẹp này nó cũng khá là nhiều nạc, nấu nó cũng mau mềm lắm. Còn cái miếng nạm bò này nè, nó có nhiều gân thì mình cắt nhỏ là một xíu. Cái kia lúc nãy thì đi cắt khoảng là 5-6 cm, thì cái nạm bò này mình cắt khoảng 4 cm là vừa. Nhưng mà cũng tùy thích theo các bạn nha, mình thích cắt sao cũng được, lớn nhỏ tùy thích. Đi thích ăn cái nạm bò này nhiều hơn, bởi vì nó có gân á, nó ăn nó giòn giòn. Mình cắt xong rồi, bây giờ thì mình sẽ cho một cái thau to và mình đi nêm nha. Mình đi ướp gia vị cho nó, một thìa cà phê muối và một ít đường, đi cho vào khoảng 1.5 muỗng canh đường. Và đây là hạt nêm nấm, 1.5 muỗng canh luôn. Các bạn có thể thay thế là hạt nêm gà nha, bởi vì nhà Ni thường ăn chay đó thì Ni sử dụng hạt nêm nấm cho nó tiện hơn á. Và Ni cho vào đây đó là nước tương, Ni sử dụng 2 thìa canh. Và để cho cái màu bò kho mình đẹp đó, thì Ni sử dụng là dầu màu điều. Và cũng để cho thịt bò mình nó mềm nữa đó các bạn, 2 thìa canh luôn ha. Và đây là gia vị bò kho mà người ta bán sẵn ở ngoài chợ, Ni sử dụng là 1 muỗng canh. Trên cái đĩa này là Ni có 5 thứ nè, là mỗi thứ có 1 thìa cà phê. Đó là 1 thìa cà phê bột nghệ, 1 thìa cà phê bột ớt. Bột ớt này là bột ớt Hàn Quốc, cho màu đẹp nhưng là không có cay. Và 1 thìa cà phê bột cà ri và 1 thìa cà phê bột tỏi khô. Và cuối cùng đó là 1/2 thìa cà phê bột ngũ vị hương. Ni không sử dụng quá nhiều bột ngũ vị hương ở đây, bởi vì bột ngũ vị hương nếu mình cho nhiều thì nó cũng sẽ làm cho cái hậu nó hơi nhẫn nhẫn trong cái nồi bò kho của mình nha. Và nhất là cái gói gia vị bò kho người ta bán sẵn ngoài chợ, các bạn để ý thử nha. Ni thử rất là nhiều lần, nếu như mình nấu bò kho và dùng toàn cái gói gia vị đó thì cái nồi bò kho mình á, sau khi nấu xong nó có cái hậu hơi chát chát và hơi đắng đắng ở trong đó, không có thơm và cũng không có cái hậu ngọt. Mình có nêm cách nào đi nữa thì nó cũng không ngon. Đây là một ít xả băm và hành tím băm, gừng băm và tỏi băm. Thì mỗi thứ Ni cho vào khoảng là 1 thìa cà phê. Mình không sử dụng xả băm ở đây quá nhiều, nó xíu thôi như vậy là được. Nếu mình cho nhiều quá thì cái nồi bò kho mình nó lợn cợn, nhìn nó mất ngon nha. Thay vì để cho cái xả nó có mùi thơm thì như các bạn lúc đầu thấy á, Ni cho xả mà xả cây đập dập cắt khúc á, nhiều vào thì nó sẽ ra mùi thơm ở trong nước, thì nó vậy nó sẽ ngon và thơm hơn. Mình dùng tay để massage thịt trong vài phút cho ngấm đều. Và nếu mình cần liền thì mình cũng nên ướp thịt qua ít nhất là khoảng 2 giờ trong ngăn mát tủ lạnh. Và ngon nhất là qua đêm nha các bạn. Bây giờ ở đây thì mình ướp cũng khoảng 2-3 tiếng là mình sẽ mang đi nấu nha. Các bạn nhớ đậy lại và cho vào ngăn mát tủ lạnh nha. Cho vào nồi 2 thìa canh dầu ăn. Và những cái gia vị lúc nãy mình còn đó là hành tím, xả, tỏi và gừng băm, mình cho vào đây phi thơm. Rồi mình cho thịt vào xào. Ni xào trong cái nồi, rồi sau đó mình nấu luôn cho tiện. Các bạn có thể xào trong cái chảo cũng được nha. Rồi mình cho hết số thịt mình có, nãy giờ mình ướp cũng là hơn 2 giờ đồng hồ rồi đó các bạn. Thì tùy thuộc vào cái miếng thịt bạn cắt nó lớn hay nhỏ. Miếng thịt ở đây Ni cắt nó hơi to đó, thì Ni xào khoảng 5-6 phút nha. Xào làm sao cho bên ngoài cái miếng thịt của mình nó săn lại là được. Ni đang sử dụng là lửa lớn ở đây. Và để cho thịt mình thơm hơn thì Ni cho vào 1 thìa cà phê tiêu và 1 muỗng canh rượu mai quế lộ. Nếu các bạn không thích cái hương vị của mùi rượu mai quế lộ thì mình có thể cho một xíu rượu trắng vào, rượu nấu ăn đó các bạn, cũng được nha. Đảo nhanh với lửa lớn khoảng 5-6 phút đến khi thịt mình nó săn, nó thấm đều như vậy nè là được. 3 kg thịt thì ở đây Ni sử dụng là nước dừa soda. Ni sử dụng 3 lon nha.
Nước dừa soda này thì nó làm thịt mình nó mau mềm hơn, tiết kiệm thời gian mình nấu. Đồng thời các bạn cũng có thể sử dụng nước dừa tươi cũng được nữa nha. Nếu mình sử dụng nước dừa nhiều thì các bạn nhớ gia giảm cái số lượng đường mình cho vào. Thì dung tích của ba lon nước dừa soda này đó là khoảng 1056ml, thì tương đương là 1 lít đó các bạn. Mình vẫn đang sử dụng lửa lớn để nồi nước nó mau sôi. Sau khi sôi thì Ni hạ lửa nhỏ xuống riu riu để cho thịt thấm nước dừa. Khi nước sôi rồi thì Ni đã cho vào đó là một củ hành, một vài cây sả cắt khúc và đập dập cho nó thơm, một nhánh quế nhỏ và bốn cái tai hồi lúc nãy mình đã rang thơm, cùng với ba hoặc bốn cái lá nguyệt quế nữa nha các bạn. Lúc nãy khi mà cho củ hành, sả và lá nguyệt quế vào, Ni đã sơ ý quên bấm máy quay video, cho nên trong video này các bạn sẽ không thấy lúc Ni cho sả vào. Nhưng mà khi mình cho nước dừa và nước dừa đã sôi, các bạn nhớ cho các cái gia vị này vào giùm Ni nha. Mình bây giờ mình vẫn đang giữ cái lửa nhỏ và nấu khoảng 1 giờ đồng hồ để cho thịt thấm với nước dừa và cho thịt mau mềm trước nha. Thời gian này các bạn có thể đậy nắp, mình đậy nắp mà không được đậy kính. Đậy kính thì nước nó sẽ bị đục, các bạn đậy và mở hé hé ra giùm Ni nha. Và mình cũng để ý hớt bọt cho sạch nếu mà nó có nha các bạn. Ni đậy nắp lại nè, thì mình tiết kiệm thời gian hơn mà Ni đậy hé hé như vậy thôi. Và mở lửa nhỏ. Trong khi chờ đợi thì mình tranh thủ đi cắt hành ra từng khúc. Và củ hành thì thái muối cao. Và cà rốt nữa. Cà rốt thì cắt miếng vừa ăn, Ni cũng cắt cà rốt theo khúc to to luôn nữa, Ni không cắt miếng mỏng. Bởi vì cà rốt nó cũng mau chín lắm. Nồi bò kho mình đang rất là nóng. Và cà rốt thì trước khi mình cho vào thì mình sẽ xào trước một chút, thì nó cũng đã chín sơ sơ rồi đó các bạn. Cà rốt thì mình cắt theo hình hoa nào cũng được, tùy thích nha. Ni tỉa bông sơ sơ, sau đó Ni dùng cái dao chận rau củ đi nè, Ni cắt ra như vậy đó, đơn giản, vậy là xong. Mình có thể cho vào một ít khoai tây chung với cà rốt nếu các bạn thích nha. Nhưng nhà Ni thì chỉ thích cà rốt thôi, mấy con bé của Ni á rất là thích cà rốt, nó hơi có ngọt ngọt ở trong đó đó. Bây giờ thì mình sẽ đi xào cà rốt. Mình phi thơm một xíu dầu cùng với tỏi, sau đó thì mình cho cà rốt vào xào nhanh. 4 củ cà rốt và mình cắt to to như vậy thì Ni xào khoảng 6-7 phút để cho cà rốt mình có một xíu gia vị. Thì Ni cho vào một thìa cà phê, một niêm nấm, bạn có thể cho vào một niêm gà cùng với một xíu tiêu. Xào nhanh trong vòng vài phút, sau đó là được. Đến khi thịt chín thì mình sẽ cho vào. Nồi thịt kế bên nãy giờ mình nấu cũng được 1 giờ rồi đó các bạn. Thì nước nó cũng đã cạn xuống một xíu rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho thêm nước vào nha. Ni cho vào là khoảng 1000ml nước, là khoảng 1 lít. Thì Ni sử dụng nước ở đây là nước nóng. Các bạn nhớ khi mà mình cho thêm nước vào các nồi súp của mình, dù đó là nồi súp mình nấu thịt hay là nấu cá, thì mình cũng nên cho nước nóng vào. Như vậy thì đồ ăn mình sẽ ngon và nước nó sẽ trong. Nếu mà nước đang sôi mình cho nước lạnh vào rất là dễ bị đục. Và cái nồi súp mình nó có cái vị nó hơi tanh tanh đó, nó không có thơm nữa. Bây giờ thì Ni đang mở lại lửa lớn cho nó sôi. Sau đó thì mình lại hạ lửa nhỏ để cho thịt nó thấm đều khoảng là 40 phút nữa nha các bạn. Bởi vì viên thịt này Ni cắt nó hơi to đó. Nếu mà bạn cắt nhỏ hơn thì mình nấu khoảng 1 tiếng rưỡi là được. Ở đây thì cái nồi bò kho này Ni nấu khoảng 1 tiếng 40-45 phút. Thời gian nấu bò kho thì thật ra nó không có giờ cố định, bởi vì tùy thuộc vào miếng thịt bạn cắt to hay nhỏ, và mình mua nhầm thịt bò già hay là mua được bò non nữa, và miếng bò mình nó có nhiều gân hay không. Thì sau 1 giờ
30 phút mình nấu thì Ni đã thấy miếng thịt nó mềm gần như ý của mình muốn rồi. Thì Ni gấp hết tất cả cái sả cộng đập dập nè, rồi củ hành, quế, tai hồi và lá nguyệt quế ra. Và để bù vào cái số lượng nước bốc hơi nãy giờ, Ni cho thêm 300ml nước nóng nữa và nấu sôi lên trở lại. Sau đó thì mình sẽ cho hết cà rốt mà mình xào lúc nãy vào và mình nấu thêm khoảng 10 phút nữa là nồi bò kho mình đã xong rồi đó các bạn. Bởi vì cà rốt lúc nãy mình đã xào sơ rồi vài phút cho nên nó cũng đã chín sơ sơ rồi đó các bạn. Cho nên mình nấu thêm khoảng 10 phút nữa là được. Như vậy là cà rốt mình nó vừa chín tới, nó vẫn còn cái vị ngọt tự nhiên. Nếu mình nấu lâu quá thì cà rốt nó sẽ bị mặn và nó bị nhũng, sẽ mất ngon. Đợi sôi lên một xíu thì mình sẽ nêm lại lần sau cùng nha. Các bạn nhớ nêm lại theo cái ý thích của gia đình mình. Bò kho thì nó sẽ có cái hậu ngọt của nước dừa. Vị mặn nó thì sẽ ít hơn so với các món thịt mà mình kho để ăn cơm đó các bạn. Các bạn thấy cá màu đẹp quá chừng ha. Để đi thử xem bây giờ thì nó còn thiếu cái gì. Đi thấy là vị ngọt nó vừa. Lúc nãy là mình nêm vào 3 ký thịt, đó là 1 muỗng rưỡi canh đường, và mình sử dụng nấu là 3 lon nước soda dừa. Như vậy là vừa với 3 ký thịt đó các bạn. Nhưng mà các bạn nhớ nêm lại theo ý thích gia đình nha. Nhưng cái vị mặn ở đây thì vẫn còn thiếu. Nhưng mà Ni cũng sẽ không nêm muối vào đây. Ni cho vào đây là 2 muỗng canh nước mắm. Rồi sau đó sẽ dùng thêm một ít hạt nêm nấm nữa. Thì các bạn không thích hạt nêm nấm thì mình sẽ cho vào hạt nêm gà, 1 thìa cà phê hạt nêm nấm và 1 thìa cà phê bột ngọt. Bột ngọt là phần phụ, nếu các bạn không thích bột ngọt thì mình có thể cho qua nha. Nhưng mà mình cho một xíu bột ngọt, một muỗng cà phê tương đương với khoảng 4 gram. Để nó dung hòa cái vị mặn và vị ngọt lại với nhau nha. Thật ra bột ngọt mình xài với liều lượng hạn chế và nhỏ như vậy thì nó sẽ không sao cả. Mình thử lại cái độ mềm của thịt và cà rốt coi có vừa ý mình chưa. Thịt 1 giờ 40 phút thì mình nấu nó thấy nó đã mềm, nhưng không quá bị rụt đó các bạn, không quá rã. Và khi mình dùng một chiếc đũa xiên qua cái cà rốt, thấy nó xiên qua được như vậy là vừa. Cà rốt cũng vừa chín tới luôn. Đi thấy mọi thứ đã được rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho hành tây cắt múi câu và hành lá cắt khúc vào nha. Rồi mình sau đó sẽ tắt lửa. Như vậy là mình đã xong rồi đó các bạn. Bởi vì các bạn gửi yêu cầu là nấu bằng ga cho nên mình nấu thời gian nó hơi dài. Lần sau có điều kiện, có dịp á, thì Ni sẽ chia sẻ công thức mới với cách nấu bằng nồi áp suất thì mình sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều. Mỗi lần mình nấu thì thời gian trong nồi áp suất từ 12 tới 15 phút là được. Và món bò kho này vô cùng thuận tiện để mình có thể dùng bất kỳ thời gian nào trong ngày. Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối. Mình có thể dùng chung với bánh mì nè, với mì, hoặc là với hủ tiếu bò kho hay với cơm. Cái nào cũng được, với bún cũng ngon nữa. Và rau thơm đi kèm thì đa dạng lắm. Bạn có thể dùng chung với một vài lá xà lách, với ngò rí, rau húng quế, với giá, với một ít củ hành cắt múi câu như vậy, với một vài lát ớt, và dùng kèm chung với muối tiêu hoặc là muối ớt chanh, rất là ngon. Hôm nay thì nhà Ni sẽ dùng bánh mì trong cái món bò kho này nè. Ni xin mời cả nhà nha. 1 giờ 40 phút cho cái món bò kho này thì viên thịt mình nó sẽ nhìn như thế này. Viên thịt bò mình mềm mại, thấm vị và không quá mềm nhũng. Cà rốt cũng vừa chín tới, vẫn giữ được cái độ ngọt ngon tự nhiên của cà rốt. Chấm vào một miếng muối tiêu chanh hay là muối ớt chanh, rất là ngon. Ni xin mời cả nhà thưởng thức cùng với Ni nha. Như vậy là Ni đã vừa chia sẻ với các bạn xong cách nấu bò kho của gia đình nhà Ni theo yêu cầu của các bạn. Lần này thì mình nấu bằng bếp ga, lần sau thì nếu có điều kiện thì Ni sẽ nấu bằng nồi áp suất.
Và Ni cũng không quên lời yêu cầu của các chị gửi tới cho Ni về món bò kho chay. Ni sẽ lần lượt làm hết trong những video sắp tới. Anh chị và các bạn nhớ đón xem và ủng hộ Ni nha. Nếu yêu thích video, xin cho Ni một cái like và chia sẻ, đăng ký để ủng hộ kênh có thêm nhiều video mới. Và công thức này cho món bò kho thì nó hơi dài, Ni để phía dưới phần mô tả để cho anh chị và các bạn dễ tham khảo hơn. Bây giờ thì Ni xin dừng video ở đây và xin hẹn gặp lại anh chị và các bạn vào video kỳ tới. Xin chào tạm biệt.